Thưa quý vị, trong những ngày này, người dân Đà Nẵng ở yên trong nhà để thực hiện nghiêm quyết định số 2788 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì tại khu vực vùng xanh an toàn xa miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang lại nhộn nhịp như những công trường. Tiếng máy gặt lúa liên hợp, xe công nông, hối hạ thay sức người, thu hoạch mùa lúa chín. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ông Lê Tha và nhiều hộ gia đình thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc có nhiều hecta lúa trồng cách xa nhà. Thời gian này đã đến mùa thu hoạch. Lúa đã chín, nhưng sau Hòa Bắc cũng như các địa phương khác trong thành phố thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội, không ai được ra khỏi nhà để phòng chống dịch. Trước nguy cơ lúa chín rụng, ông cùng bà con hàng xóm liên hệ ban nhân dân thôn nhờ giúp đỡ. Chỉ sau một ngày, hai đội xe cơ giới trong xã đã đến thay người gặt lúa rồi mang đến tận nhà cho người dân. Tại mấy ngày giãn cách là họ không cho ra đường, nhưng mà lúa quá chín, cho nên địa phương tổ điều kiện để giúp cho dân thu về để trời mưa xuống bị mọng. cái chỉ có một người gạt, hay người hứng, hay người chở chở, chuyển lúa về thôi. Dân không ra đầm thôi, có một người họ chạy để lấy vô tới nhà lấy vô đó. Chính quyền địa phương cho biết, sau Hòa Bắc huyện Hòa Vang hiện có 81 hecta lúa đã đến mùa thu hoạch, nhưng phải thực hiện nghiêm quyết định 2788 của thành phố không ai được ra khỏi nhà trong thời điểm này nên xã chỉ đạo cho ban nhân dân thôn hợp đồng hai đội xe cơ giới thay người gạt lúa và chở tận nhà cho người dân. Đến nay thôn Nam Yên đã gạt trên 30 hecta lúa với năng suất đạt gần 68 tạ một hecta. Cho đến cái thời điểm này thì đã được các cơ quan chức năng từ thành phố, huyện và các tổ chức hỗ trợ 800 lại một sức quà, song song đó là để đảm bổ cái vùng xanh cho xã Hòa Bắc thì Hòa Bắc tổ chức là nghiêm túc cái việc chốt chặn, cái thứ hai là vận động tuyên truyền cho người dân có những cái thửa đất mà trong nhà nó rộng thì người ta tăng cường cái việc mà trồng rau tại chỗ để đảm bổ cái lương thực cái rau xanh tại chỗ. Được biết để người dân yên tâm ở nhà chống dịch, xã Hòa Bắc ngoài thực hiện phương châm ba tại chỗ chính quyền còn phân công cán bộ phụ trách đứng địa bàn kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn